Ủa, hủ tiếu mà ăn với pate hả? Nghe có lạ quá không vậy? Trời đất ơi, có ở đâu lạ? Tại vì nhà em bán pate á, cho nên là ăn vậy đó. Nghe đâu cái món hủ tiếu pate này á, cũng là một cái món ăn nổi tiếng á, có người bán rồi á cả nhà. Thì cũng nghe nói với lại thấy ở trên mạng thôi. Mà mình bán pate lúc nào trong tủ mà không có. Cho nên á là Huyền kêu mẹ nấu một nồi hủ tiếu sẵn mình sắt mình ăn cùng với pate thử coi mùi vị nó làm sao nghe. Cái ngoại của Huyền kể á, hồi xưa lúc mà Huyền còn nhỏ hay là chưa có Huyền gì á, lâu rồi Huyền cũng không nhớ. À, gia đình cũng có mở cái quán bán hủ tiếu được lắm á nha. Theo thời gian á, thì ở nhà không có còn theo nghề buôn bán nữa. Giờ tới Huyền nói nghề nhưng mà không phải bán offline, bán online. Sao giờ có máu buôn bán ghê á. Huyền mà thấy nhà làm gì ngon là bắt đầu nghiên cứu làm chứ cách bảo quản đi xa để bán cho tới tay mọi người á, để muốn mọi người thưởng thức cái món ăn do gia đình của mình làm nè. Của Huyền á không có nấu cái gì thì thôi, mà một khi nấu rồi á là phải bài bản đầy đủ. Cái ề thịt chứ cái ề rau này là còn hơn người ta mở bán cho mấy cái xóm luôn á. Cái á mẹ của Huyền làm đồ ăn kỹ dữ lắm nha. Cho người ta ăn cũng vậy, làm cho nhà mình ăn cũng vậy, mà đi đám đi tiệc nấu cũng vậy nữa. Ngoại trừ thịt bò hay là những cái loại mà không có trụng được á thì mẹ của Huyền không có trụng, nhưng mà thịt heo, thịt gà, thịt vịt hay là mấy cái loại lòng, loại xương gì đó là trước khi nấu á mẹ của Huyền đều rửa thiệt là nhiều với nước rồi còn trụng lại nữa he. Trụng xong rồi phải rửa nữa. Ai nói trụng nhiều mất chất thì chịu, chứ mẹ của Huyền không có trụng á, nấu nghe cái mùi thịt mùi cá đâu là mẹ của Huyền không có chịu. Mẹ Huyền là kỹ vậy đó. Bởi vậy bán pate cho mọi người á thì cũng yên tâm nha. Vì làm cái pate này á bán cho khách hàng á mà gia đình của Huyền cũng ăn nữa. Kỹ vậy nè, tốt cho khách hàng với lại tốt cho mình chứ có gì đâu. Hôm nay nguyên liệu nấu hủ tiếu á mẹ của Huyền chuẩn bị khá là đầy đủ luôn. Củ sắn, cà rốt rồi củ cải muối. Mấy cái loại này á là mình bonus thêm để nấu cái nước dùng cho nó ngọt á cả nhà. Mẹ của Huyền á là đúng chuẩn cô gái miền Tây luôn đó. Ngày á là mặc đồ bộ gì nè, Huyền học mặc đồ bộ là cũng mặc theo mẹ đó. Tóc á thì duỗi thẳng dài, má rơ rơ giống như Ngọc Huyền vậy đó. Là thích ca cổ, đi đám đi tiệc đồ ai không cho ca cổ là buồn á nghe. Nấu ăn á thì mấy cái món truyền thống hồi xa xưa thì biết nấu. Còn mấy cái món hiện đại mà Huyền chế nấu theo kiểu bây giờ á là không có biết nấu mà cũng không có biết ăn luôn. Nhà của Huyền nấu á, lần nào á là cũng nấu một nồi vậy đó cả nhà. Tại vì ngoài gia đình ăn á thì còn mấy cô mấy dì làm mức, rồi thêm mấy bạn ở trong shop nữa, nấu ít ít á là ăn không có đủ. Hay là nhà Huyền chơi lần đầu tiên mà không biết á, tưởng gia đình của Huyền nấu để bán không á. Nồi vậy chứ trang qua người tô là cũng hết rồi cả nhà. Ăn không hết á thì mình cho cô dì chú bác ở trong nhà. Ở quê mà thoải mái dữ lắm. Luộc thịt luộc lòng chín rồi á thì mẹ của Huyền sẽ sắt mỏng ra. Cách chị ta sắt thịt á là biết hồi xưa chị ta có bán hủ tiếu rồi gì, nó mỏng xiên thấu từ bên đây nhìn qua bên kia luôn. Mà ai nấu hủ tiếu á chê sắc thịt mỏng không chịu, chứ Huyền thấy sắc mỏng mỏng ăn nó mềm ngon hơn á. Ngoài ba cái rau củ quả với ba cái lòng thịt á thì mẹ của Huyền có chẻ thêm trái pate nữa nè. Nhớ bữa nay nhà Huyền ăn kiểu mới là ăn chung với hủ tiếu. Cái pate này á mọi người khỏi cần kết hợp với gì đâu, sắc gà vậy đó rồi nặng chén muối tiêu chanh ăn à. Để cho ngon hơn á thì mình làm miếng dưa chua hay là củ kiệu kẹp vô nữa thôi á. Sáng dậy mà lười đi ăn sáng á, uống ổ bánh mì không vô đi, chẻ ra rồi kẹp pate, bỏ miếng dưa leo, gắt miếng nước tương với lại muối tiêu vô cái là bao ngon bao no luôn. Anh Hải mê ăn cái món đó dữ lắm, vài bữa là sẽ ăn một bữa hả. Rồi bây giờ thì bắt tô hủ tiếu ra rồi mời mọi người cùng ăn thôi. Ngoài hủ tiếu ra thì mẹ của Huyền có chuẩn bị thêm bánh canh nữa, ai thích ăn gì thì ăn nha. Bữa nay cái nồi hủ tiếu bánh canh này là Huyền giao cho mẹ nấu hết luôn. Tại vì giờ này là Huyền với anh Hải cũng chuẩn bị đi công chuyện rồi, không có ở nhà. Sớm trước khi mẹ nấu chín là Huyền có tranh thủ làm trước con tô rồi, giờ là tới lúc mẹ làm cho mấy dì với người nhà ăn nè. Cái tô này mà đi ra tiệm mua chắc cũng phải 40.000 tô quá cả nhà, đầy ấp thịt luôn. Cho cái tô hủ tiếu của mình được thơm ngon hơn á thì phải rắc thêm hành nè, ngò rí nè, rồi hành phi, một xíu tiêu nữa cho nó cay cay thơm thơm đó. Nhìn giống như là đang bài biện để đi bán cho người khác ăn vậy đó, chứ đâu phải trong nhà ăn đâu. Nhưng một cái mâm này á thì cả gia đình ăn luôn là trên dưới 10 người. Giờ á thì món ăn cũng đã chuẩn bị tôm tất xong xuôi hết trơn rồi, cả nhà cùng thưởng thức món hủ tiếu lòng pate với gia đình của Huyền nha. Nói sắn vô nhìn một cái dĩa lòng đầy ấp với lại dĩa chanh nớt là thấy hấp dẫn rồi đó. Cái nước súp của mẹ Huyền nấu á, trời đất ơi, ta nói nó trong veo trong vắt luôn. Kinh nghiệm mấy chục năm nay chứ đâu phải giỡn đâu à. Tê này nè, ăn á thì mình phải ướp lạnh ăn nó mới ngon, nhưng mà khi ăn hủ tiếu á là mọi người phải chan nước lên vậy nè. Tùy gu thôi nha, bà nào thích ăn á hết lạnh á thì chan vô, có điều chan nước nóng vô vậy thì nó không có còn dai, nhưng mà khi mình ăn lạnh nữa. Còn ngày á thì đãi mấy dì ăn cơm canh cá thôi. Lâu lâu rảnh rỗi á thì mẹ của Huyền cũng sẽ nấu một nồi hủ tiếu hay là một cái nồi lẩu gì đó. Hoặc là mẹ của Huyền sẽ làm cái món gì ngon lạ hơn xíu để đãi cho mấy dì nè. Cũng như lâu lâu mình đổi vị đổi món để cho mấy dì không có ngán á.